Ok, chuẩn bị đưa lên chảo hấp nước dừa nè. Đó, để chiều nay chiên lại. Rồi làm nước sốt thanh cái salad cà dầu giấm nha. Đây mới hấp xong nè. Còn bắt nồi khói nè, mới hấp xong nè. Vẫn ngon, mấy em mực to tổ chảo nè. Cua nhét không đầy trong này nè. Hấp vẫn không? Ok, chuẩn bị đưa lên chảo hấp nước dừa nè. Đó, để chiều nay chiên lại. Rồi làm nước sốt thanh cái salad cà dầu giấm nha. Đây mới hấp xong nè. Còn bắt nồi khói nè, mới hấp xong nè. Vẫn ngon, mấy em mực to tổ chảo nè. Đó, giờ chiên nè. Đúng rồi, mình lấy anh chiên tỏi đây. Vẫn không? Đó, giờ chiên nè. Đúng rồi, mình lấy anh.